Này Tu Bồ Đề, nếu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có các ngọn núi Tu Di Chúa, như thế dùng bảy báu nhóm họp bằng những ngọn núi Tu Di ấy, có người mang ra bổ thí, hoặc có người đem kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng vì người mà diện nói, thì phước đức của người này đối với người trước, người này trăm phần, người kia không bằng một, trăm ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể bằng. Này Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ độ chúng sanh. Vì cớ sao vậy? Thế gian này thật không có chúng sanh nào được Như Lai có thể độ ra ba cõi không còn luân hồi. Nếu Như Lai còn có khởi nghĩ đó thì rõ ràng Như Lai ắt có ngã. Nhưng chúng sanh thọ giả tướng, này Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã ắt không phải có ngã, mà người phàm phu cho là có ngã mà nói phàm phu đó, Như Lai nói tức không phải phàm phu, ấy gọi là phàm phu. Này Tu Bồ Đề, có thể do 32 tướng mà xem biết người đó Phật hay chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Do 32 tướng mà xem biết đó là Phật. Này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà thấy biết Phật, vậy thì chuyển luân thánh dương cũng có đủ 32 tướng tốt, tức là Phật. Bạch Thế Tôn, như chỗ hiểu của con, qua nghĩa Phật nói, không nên do 32 tướng mà xem biết Phật. Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo ta, không thể thấy Như Lai. Tu Bồ Đề, ông chớ khởi nghĩ rằng Như Lai chẳng do các tướng cụ túc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, chớ khởi nghĩ thế ấy. Như Lai không do tướng cụ túc mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói pháp đoạn diệt, chớ khởi cái nghĩ này. Vì cớ sao vậy? Vì người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng thất bảo đầy cả thế giới bằng số pháp song hành để đem bổ thí, nếu lại có người biết tất cả pháp là vô ngã, được thành đức nhẫn nhục, thì Bồ Tát này được công đức hơn vị Bồ Tát trước. Vì cớ sao vậy? Này Tu Bồ Đề, do các vị Bồ Tát không thọ phước đức. Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức mà chẳng nên tham trước, thế nên mới nói là thọ phước đức.
Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa của ta nói. Vì cớ sao vậy? Như Lai đó không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ đem thế giới tam thiên đại thiên này nghiền nát thành bụi, ý ông nghĩ sao? Số bụi này thật là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì cớ sao vậy? Thế Tôn, nếu là bụi thật có đó thì Phật ắt không nói là bụi nhiều. Vì cớ sao vậy? Phật nói các bụi đó tức không phải là bụi theo chỗ hiểu của người đời. Nhưng vì muốn cho họ hiểu rõ nên thuận theo cách gọi của chúng sanh mà gọi là bụi. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thế giới tam thiên đại thiên tức không phải thế giới như con người hiểu. Nhưng vì muốn chúng sanh hiểu nên thuận theo cách gọi chúng sanh mà gọi là thế giới. Vì cớ sao vậy? Nếu thế giới thật có thì chẳng qua là do nhiều nhân duyên hòa hợp mà thành khí thế giới. Như Lai nói khí thế giới tức không phải là khí thế giới, nhưng do muốn chúng sanh hiểu được nên thuận theo chúng sanh mà gọi là khí thế giới. Gọi là khí thế giới là do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành, cũng luôn thay đổi, chịu sự vô thường biến dị, trải qua thành trụ hoại không, trong không mà có lại về không, có và không đều là nhân duyên biến hóa, nương nhờ và chuyển đổi cho nhau mà thành. Chỉ người phàm phu ngu si vô tri tham trước việc ấy mà bỏ qua tính chất vô thường của chúng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người cho rằng Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, người ấy hiểu nghĩa của ta nói chăng? Bạch Thế Tôn, không hiểu vậy. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói. Vì cớ sao vậy? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác, độ giới tất cả pháp, nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tinh hiểu, như thế mà biện giải, không nên ràng buộc bởi danh tướng. Các danh tướng này, Như Lai nói phải thấu rõ bản chất của hiện tượng, từ đó hiểu rõ tướng thật của chúng, không bị chúng mê hoặc mà sanh thấy biết điên đảo. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng A Tăng Kỳ để bổ thí, nếu có người thiện nam người thiện nữ phát tâm Bồ Đề đem kinh này thọ trì đọc tụng vì người mà diễn nói, thì phước đức người này
còn hơn phước đức người kia. Thế nào là vì người diện nói chẳng thủ nơi tướng, như như bất động? Vì cớ sao vậy? Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Phật nói kênh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tất cả thế gian trời người, Atula, nghe Phật nói đều rất vui mừng, tính thọ và dân làm. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.